Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng khám phá game đầu tiên nha. Book 2, Chapter 1. Let's go. New game. Yes. Ok. Mình sẽ phải tìm cách để trốn thoát khỏi đây. Đi này đi. Chuẩn bị Big Guy sẽ xuất hiện. Ở đây thì cần một chiếc kéo. Trong này xem có gì không? Một chiếc chìa khóa. Ok. Tiếp tục nào. Mình đâu bệnh đen. Wow. Ok. Được cái thì ông ta sẽ chạy chậm hơn các bạn, cho nên các bạn cũng không phải lo đâu nhá. Rồi, mình sẽ lên đây. Ở đây thì có một cái chổi lau và một cái lưu cây. Mình sẽ level Luka đi. Yeah, let's go. Blue cây chắc ở bên này. Xem nào. Để mình nhớ xem. Hình như đi bên này chẳng hạn. Let's go. Không phải. Let's go. Đây rồi. Green cây. Trong này chắc không có gì. Một cố pin. Các bạn sẽ đưa cố pin này cho ông công an. Để mình xem sao ông ta đang ở chỗ nào. Có ở trong đây không? Ở đây là u con. Oh my god. Đây rồi. Để chúng ta xử. Ok, khi chúng ta sửa thì Pika này sẽ bị đơ lại trong vòng 20 giây. Sau đó các bạn sẽ đi làm tiếp những nhiệm vụ tiếp theo. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai, Pandira. Let's go. Các bạn có 14 máu, còn ông ta thì có 42 máu. Ông ta tiêu diệt các bạn bị chúng bất pháp thì các bạn sẽ mất 4 máu. Còn các bạn đã ăn một loại sắt
thì nhóm ông ta sẽ mất 3 máu. Ăn viên gạch thì ông ta chỉ mất có 1 máu thôi. Và các bạn ăn được một cái rìu, chiếc rìu của các bạn ném thì ông ta sẽ mất 2 máu. Ok. Và tự game chạy ngược này cũng rất là khoai luôn. Nếu các bạn không cẩn thận thì lúc đầu các bạn rất khó chơi. Ok, let's go. Bởi vì các bạn đang chơi quen với tự game chạy bình thường, nhưng bây giờ là tự game chạy ngược thì lên nó rất là khó. Và đường đạn chúng ta thì rất là góc méo luôn. Thắng được rồi. Wow, trò chơi này rất là cool. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Roblox. Let's go. Ok, ở trong tựa game này thì có rất nhiều những loại game khác nhau. Các bạn có thể yêu thích những tựa game siêu nhân hay là background rất là nhiều. Rồi, mình sẽ vào PKI đi. Cái background của cái phần iPad này nó bị lỗi sao? Khi mình vào thì nó sẽ không đẩy được. Bạch đã. Mình sẽ bạch lại cái này. Chưa, let's go. Wow, đây còn có 3 phút thôi. Đây, Big Guy Chapter S. Big Guy Pop 2 Chapter S. Món đồ đây lấy hết rồi. Không có gì đây. Wow, mai ông ta không giết mình. Trong này còn thiếu cái gì? Một chiếc búa thôi. Đã thành công. Thế thì mình phải đi tìm một cây súng nước. Không biết có kịp không. Cây súng nước ở bên kia. Nhưng mà bị Pikai leo vào thì không biết làm sao. Oh my god. Anh chàng kia đang lấy rồi. Ok. Oh. Bắn lại còn sảy nữa chứ. Có người lấy rồi. Bắn còn sảy thì chịu rồi. Oh my god.
Thua rồi, quả này chắc chắn là thua rồi. Còn big guy toàn em mình thôi. Rồi mình sẽ chiêu bà ta. Nói chung là để cho bà ta không bắt được các bạn chỉ cần đi xung quanh cái lối này thôi. Là bà ta không làm gì các bạn. Bởi vì bà ta không cúi xuống được. Trừ khi bà ta có những cái đặt bẫy thì các bạn chắc chắn sẽ thua. Mình sẽ đi vòng tròn quả trứng này cho bà ta không đe được, cho bà ta tức. Đây, xem bà ta làm gì. Thì ok. Vòng số 8 luôn. Yeah, let's go. Wow. Rồi, xem bạn bè của mình đã mở được chưa? Đi xem như này chưa? Biết đâu được mở được rồi. Chưa mở được. Oh my gosh. Thua rồi. Oh, ok. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới gần thứ tư. Bendy. Bendy and Injure Meiji. New game, yes. Dear Hanzi. Chapter 1. Moving picture. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Ok. Các bạn vào đây nhận được vụ. Ok, rồi. Let's go. Ở đây các bạn không lấy được nhiệm vụ tiếp theo. Bắt buộc các bạn phải đi từng nhiệm vụ một, sau đó thì nhận vào. Lúc đó các bạn mới làm được tiếp. Còn nếu không thì các bạn sẽ không làm được quãng được. Rồi ok. Và các bạn sẽ phải đợi cái thùng này lên trên cao. Hoạt động máy móc ở đây. Sau đó thì cánh cửa kia sẽ mở ra. Phía này đưa lên thì cánh cửa này sẽ kéo lên. Rồi các bạn sẽ sang bên này. Rồi, và các bạn sẽ vào trong này để nhận được bộ tiếp theo. All right, how do I get this to work? Xong món đồ này. Wow. Who put this here? Oh my god. Oh my god. Joey, what were you doing? Bên đi thú không? Ok. Còn hai món đồ nữa thôi. Một cái đĩa và cuối cùng nó vào trong này.
like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Okay, cerraron la puerta. Okay, that's all of them. Okay, cerraron la puerta. Rồi, và mình sẽ quay lại chỗ cũ. Reconstruct. Ồ, nhầm rồi, đường này. Bây giờ mình sẽ phải đi tìm một chiếc máy chiếu. Đường này xem có không. Cái này mình nhìn như kiểu là que kem. Một cây kem. Oh my gosh. Đây là máy chiếu đây rồi. Đang chiếu rồi. Vận động chiếc máy này. Ở đây có một lỗ thủng. Ok, chạy thôi. Cái này như kiểu là dò dỉ loại dầu. Cho nên loại dầu này nó màu đen. Nhìn rất là kinh. Khi đó thì sẽ vận hành được cỗ máy này. Imagine. Get this. Căn phòng nhiên tối sầm lại. Ở đây có bước chân. Bước chân của con gì đây? Nó đi vào trong căn phòng đấy làm gì? Mình sẽ tìm xem. Wow. Oh my gosh. Chạy thôi. Cánh cửa đóng rồi. Ok. Bắt buộc phải đi đâu nào. Let's go. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang từ thứ 5. Submilling, Xcrop 2. Ở đây nói về một ông sếp. Ông ta thôi miên nhân viên. Bắt nhân viên làm cất lực 24/24 và làm theo ý ông ta. Thì ở đây các bạn đã là người thoát ra khỏi vòng tay của ông sếp này. Sau đó thì các bạn sẽ phải tìm cách để tiêu diệt ông ta và cứu thoát mọi người thoát khỏi ông ta. Bây giờ thì mình sẽ phải đi tìm xem cái miếng sắt nó đang ở đâu. Mỗi một lời là một đệ tử của ông ta xuất hiện. Mình công nhận cái miếng sắt này nó giấu chỗ nào. Được rồi.
đây thì nó sẽ xuất hiện những dấu chấm, những con ốc này các bạn có thể tháo được, và những lỗ khác thì sẽ không có. Rồi các bạn ví dụ vậy. Rồi ok, mình sẽ chui ra đây. Hey you, come here. Follow me. Welcome to the restroom. Yes. Xem chỗ này có gì không? Nói chuyện bà lại xem. Hi. Ok. Anh có thể chở tôi đến chỗ này được không? You ready? Oh my god, cái này là khí độc rồi, không thể vào trong được. Wow, 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 wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tập tiếp theo. See you here. Let's go. See you here, đây là tựa game thuộc của hãng Boogie Game. Let's go, lên. Đặt lại bên này. Castle Capmos. Yeah, ok. Việc đầu tiên thì mình phải đi tìm một cái gì đó. Đây rồi, có thể là chỗ này. Ok, let's go. Rồi, xa tuốt. Ok. Sau đó thì mình đi đâu đây? Đầu tiếp. Rồi. Rồi. Chạy thẳng. Ôi gặp xịt kìa, chạy thôi. Ở
你哋出诊啦，你有冇好似我？嚟咯，我搏埋。Không hiểu sao quả đấy lại chết được, hay là Syria nào đến để giết các bạn nhỉ? Mình cũng không hiểu quả đấy sao chết được. Tài thật. Rồi, Scary here, let's go. Ở cái này thì các bạn sẽ phải đi thu thập những anh chàng Granny Benny. Ok, let's go. Mình sẽ phải đi thu thập vào. Wow, trong này rất là nhiều. Bắt thôi. Đi sâu xuống đây. Sâu xuống đây chắc chắn sẽ có một đường đi. Chuẩn luôn. Tiêu diệt anh chàng 2 lấy trước rồi. Ok. Còn anh chàng 10 nữa. 10 và 13. Anh chàng 13 đây rồi. Còn anh chàng 12 kia nữa. Khi tiêu diệt anh chàng 12 là xong. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Far Life of Freddy. Cái tựa cái vừa rồi Steelworks Studio như cái đó thì mình chơi rồi. Nó là một tựa game bắn xe tăng, cũng khá là hay. Ở đây các bạn có thể chọn cho mình những cái mà các bạn có thể chơi. Freddy at Fresh 1, Freddy at Fresh 2, Dark Room. Xem Dark Room là gì đây. Continue. Cái này có vẻ hơi khó hơn một chút. Hello. Không biết trong vòng hết số giây này thì nó như thế nào. Wow wow wow. Rồi, mình sẽ đợi hết số giây này xem như thế nào. Còn 30 giây nữa thôi. Hay là anh chàng này lao đến cắn mình kìa. Hello. Chỉ gạt đến tầm này thôi. Chín giây nữa. Ok. 6 5 4 3 2 1 0. Yeah. Rất là giật mình. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.